Được rồi, nhiệm vụ lần này trại nuôi chó mèo và nó ở gần đây nè. À, địa chỉ thì nó nói rằng là cái chỗ đó ở hướng kia. Đây rồi, trung tâm nuôi chó mèo lớn nhất thành phố này. Không biết là ngài tổng mới lệnh kêu mình đến đây có việc gì nữa. Chắc là có chuyện gì nghiêm trọng lắm và nó có liên quan đến SCP gì đó. Được rồi, vào thôi. Cho hỏi là ở đây là cần một bác sĩ thú y phải không? Tôi chính là bác sĩ thú y đây. Cho hỏi là ở đây có chuyện gì thế? Ôi, bác sĩ thú y, cuối cùng là ngài cũng đến rồi à. Rồi, anh hãy theo tôi đi. Bây giờ á, anh còn phải xem cái này nè. Tôi thật sự á, rất là sốc sau khi chứng kiến cái cảnh này. Ôi, thôi thì rồi, đi theo tôi nào. Anh cứ bình tĩnh đi, để có tôi đây. Có chuyện gì mà anh cứ sốt vó thế? Hả? Cái gì đây? Ở đây là cái chuồng chó và tất cả những con chó ở đây được nuôi đều đã chết à. Ôi, chết đồng loạt luôn mà anh, phải không? Vâng, đúng thế thưa ngài tiến sĩ. Là chuyện là mấy ngày hôm trước á, là chúng tôi đã nhận ra là có một con chó đã chết. Thì chúng tôi nghĩ là nó chết vì già thôi. Nhưng mà hôm nay họ không ngờ là chết đến khoảng 10 con lợn. Tại sao lại như thế chứ? Không thể nào chết một lúc cả đám như thế này được. Chắc chắn á là có chuyện gì xảy ra rồi. Được rồi, anh bình tĩnh đi. Bây giờ là anh hãy đi sang một nơi khác để tôi ở đây làm việc tí nhé. Vâng, thưa bác sĩ thú y, tôi sẽ ra chờ kết quả của ngài đây. Những con chó này chết cùng lúc à? Lạ thật, không thể nào. Nếu có căn bệnh truyền nhiễm gì đó thì chắc chắn á là phải có biểu hiện gì đó. Nhưng mà những con chó này nó không có biểu hiện gì khác thường cả, nó chỉ chết thôi. Nhìn sơ qua những bộ lông, màu da của nó thì nó không có biểu hiện bệnh gì cả, không phải chết vì già nữa. Hay là có thể là do đồ ăn nhỉ? Đồ ăn có độc chăng? Để mà kiểm tra đồ ăn của nó nào. Đồ ăn rất là an toàn, sạch sẽ và có được kiểm chứng từ y tế và an toàn cho chó ăn. Tại sao vậy? Chắc chắn á là không phải là do đồ ăn rồi. Chết rất là bí ẩn nhỉ. Này anh bạn, cho tôi hỏi á, là ở đây cũng nuôi mèo rồi phải không? Vậy những con mèo ở đây nó có chết một cách bí ẩn gì không? Bác sĩ đang nói về những con mèo đó hả? Tụi nó thì sống rất là khỏe mạnh và không có dấu hiệu gì bệnh tật gì cả. Sao lại thế nhỉ? Tôi rất là thắc mắc đấy. Anh có thể dẫn tôi đến cái chỗ chuồng mèo được không? Tôi cần kiểm tra bọn chúng. Vâng, thưa bác sĩ. Đây ạ, à, bọn chúng thì đông hơn những con chó rất nhiều và bọn chúng nó là không hề xích bích hay là ghi gổ bọn chó cả. Được rồi, anh cứ đứng đây nhé. Tôi sẽ lại gần bọn mèo và xem xét bọn chúng nào. Ở đây có rất là nhiều mèo. Và tại sao mình lại liên tưởng đến SCP nhỉ? Nó rất là giống cái trường hợp mà SCP mình được nghe đến đến rồi. Để mình ra từ điển nào. SCP-795 ư? Con mèo có khả năng bá đạo. Chắc chắn á, là con mèo SCP này chính là nguyên nhân đã khiến cho những con chó ở đây chết. Nhưng mà mình không biết á, là miêu tả của con mèo đó như thế nào nữa. Ở đây lại rất là nhiều mèo, mình không hề biết được nó là con nào trong số này. Ngài bác sĩ sao rồi ạ? À? Tôi thấy ngài nãy giờ nó cứ nói chuyện một mình nè, với lại ngài vừa lấy cuốn sách gì để đọc đấy, cho tôi xem với nào. Không có gì đâu. Từ nãy đến giờ là tôi đang bận suy nghĩ về những cái chết của những con chó mà trông rất là khó hiểu thật đúng không? Thế vậy bác sĩ có đưa ra được kết luận gì về những con chó con mèo này không? Bọn chúng có liên quan đến nhau à? Trời à, cái thằng này nó hỏi khó quá, mình trả lời cho được, mình phải hành động thôi. Hứ. Xin lỗi anh nhé anh bạn. Sao bác sĩ lại đem mặt nạ lên thế? Trời ơi, buồn ngủ quá đi. Ngủ thôi nào. Xong rồi, mình đã gây mê cho tất cả những con mèo ở đây và người đàn ông này rồi. Bây giờ là mình sẽ tiến hành đem những con mèo này về tổ chức SCP thôi. SCP, đây là những con mèo mà tiến sĩ Edison bắt được à? Sao nhiều thế? Mình tưởng đâu là chỉ có một con thôi chứ, mà có rất là nhiều con luôn. Không phải như thế đâu, thưa ngài tổng mệnh lệnh. Trong đây á là có khoảng 10 con mèo, nhưng thực ra chỉ có một con mèo là SCP-795 thôi. Còn 9 con mèo còn lại là 9 con mèo bình thường. 9 con mèo bình thường á, nhưng mà tại sao cậu lại đem hết 10 con vào vậy? Thế cậu không bắt một con về thôi?
Chuyện này nó rất là khó thưa ngài, tại vì trong cuốn sách á, ta nói á là SCP này không có mô tả đặc biệt, cho nên á, tôi còn phải loại ra từ từ. Này con người kia, cho bọn ta ăn mau lên, có con nhanh không thì báo. Ờ, gì thế? Giọng ở đâu ra vậy? Nghe là hát à? À, đó là năng lực của con mèo đấy thưa ngài. Thì tuy nó chỉ kêu meo meo thôi, nhưng mà nó có thể liên lạc với chúng ta qua các thần giao cách cảm. Được rồi, một nhân viên cấp D đến đây để cho những con mèo này ăn nào. Tôi đã có mặt rồi đây. Ê, cho cái lũ mèo này ăn cái gì? Vậy thôi, chỉ là mấy con mèo thôi mà. Đây, đồ ăn của tụi mày đây, lũ mèo chết tiệt kia. Đó, ăn cho tràn họng đi. Chỉ là những con mèo bình thường thôi mà mấy ông tiến sĩ nói là những SCP làm gì có chuyện đó. Trời ạ, à, hù là giỏi thôi à. Thôi, ta đi đây, đứng lại. Lúc nãy á, là người giáo sinh nhập bọn ta có phải không? Giọng ở đâu ra thế? Con người to gan, giống sinh nhập bọn ta à? Được lắm, người sẽ biết thế nào lợi hại. Tại sao con mèo này nó không mở miệng ra mà mình vẫn nghe giọng nó nói nhỉ? Ôi, cái gì thế này? Cơ thể của mình, ôi không, ôi không. Tiếng của ai thế? Hình như là tụi nhiên cấp D ở trong phòng kia vậy phải. Để mình qua kiểm tra xem nào. Này, các anh nhân viên cấp D đâu rồi nhỉ? Hồi nãy là mình kêu vào đây để cho tụi nó ăn mà. Có gì đó không ổn thì phải. Để mình xem cái camera hồi nãy nó quay lại cái gì nào. À, cơ thể của mình. Ôi không, chuyện gì thế này? Mình đã biến thành cái gì đây? Trời, mình đã biến thành con chuột rồi. Không không, hay cho tôi đi. Đừng thật tôi mà. Không. Ghê quá, mà không dám coi cảnh này. Mấy con mèo đã biến nhân viên cấp D thành con chuột và đã ăn anh ta rồi. Ôi không, không thể nào. Những con mèo này khá là nguy hiểm đấy. Mình sẽ cố gắng lọc ra tất cả con mèo bình thường và chỉ để lại một con SCP-795 thôi. Mình sẽ hành động. Trời ơi, chú ơi, ở đây SCP-4601, sao nhiều thế không biết. Hello, xin chào, chúng tôi là những người Enderman đây. Các ngươi là ai? Các ngươi không được phép đến đây, đây là chỗ của bọn ta mà. À, chúng tôi là những người thuộc tổ chức SCP á, thì không cho bây giờ là các người có thể đi theo chúng tôi và về tổ chức. Chúng tôi hứa là sẽ cho các người thật là nhiều cái hay cho mọi người nhé, và đảm bảo cho mọi người được an toàn. Đi đâu chứ? Không, không có chuyện đó đâu, bọn ta sẽ ở đây, không đi đâu hết. Xin chào các bạn, tôi cũng là người không đầu nè. Chúng ta là đồng đội với nhau không? Nghĩa là người chung một loài á. Thì các bạn có thể đi theo tôi được không? Ở đó vui lắm, không có gì nguy hiểm đâu. Hả? Cái thằng không đầu kia giống bọn mình quá. Tại sao ngươi lại hay phe con người hả? Ngươi phản bội bọn ta à? Đâu có đâu, tôi làm gì có phản bội ai đâu. Thật sự thì tôi rất là muốn mọi người đi theo tôi, vì đó nó vui lắm mà. Nguy rồi chú ơi, tình hình này là bọn họ có thể là sẽ giận dữ và tấn công chúng ta đấy chú. Chú có nghĩ là cách gì không? Chà, khó đấy. Nhưng mà chú nghĩ là chú đã chuẩn bị hết tất cả thứ cần thiết rồi. Chú cứ yên tâm, đây rồi, chú ra sẽ cho bọn họ biết thế nào rồi. Chú làm gì thế? Xin chào mọi người nhé. Chắc hẳn là mọi người ở đây chắc cũng chán lắm nhỉ. Hay là tôi sẽ bật cái này lên cho mọi người xem nhé. Nó rất là giải trí đấy. Gì thế tên kia? Ngươi định làm gì thế hả? Tôi sẽ cho mọi người xem một bộ phim này rất là hay nè. Đây là cái máy chiếu của tôi phải không? Đây, tôi mở lên đây cho mọi người xem. Được rồi, mọi người nhìn lên một cái màn hình này. Hả? Cái gì trên đường hết kia? Trời ơi, phim hay quá à. Hài quá đi. Vậy là mọi người rất là thích xem phim đúng không? Được rồi, bây giờ là mọi người hãy theo tôi về tổ chức SCP. Tôi hứa là sẽ mở phim thường xuyên cho các người xem nhé. Đồng ý, chúng tôi sẽ đến tổ chức SCP. Wow, chú hay quá đi, vậy mà chú cũng nghĩ là cách này được nữa chứ.
Ôi buồn ngủ quá đi à, bao giờ mới đến tối đây, muốn về quá đi. Ê, thay tao mày lại đi ra ngoài này hả, đừng có quậy phá nghe chưa. Ủa chú ơi, ở đây sao nhiều mèo thế chú? Tụi chó SB có nuôi mèo hả, lạ nhỉ. Này cẩn thận, cháu đừng có lại gần. Nó là có khoảng 9 con mèo bình thường và một con mèo SCP đấy. Cháu mà lại gần có khi là cháu sẽ chết đấy. Hả? Chứ nói gì mà nghe sợ thế? Nó nguy hiểm cỡ nào vậy chú? Sẵn tiện đây là chú sẽ bổ sung kiến thức cho cháu luôn. Được rồi, chú sẽ nói về SCP-795. SCP-795, phân loại Euclid. Mô tả, SCP-795 là một con mèo lớn có lông dài 7.2 kg, của con mèo không xác định là Felis catus, không giống xác định, thể hiện hai khả năng dị thường lớn. SCP-795 có thể thay đổi hình dạng vật lý của bất kỳ sinh vật sống nào mà nó có thể quan sát được trong phạm vi 30m và có thể đưa ra các gợi ý về thần giao cách cảm cho con người trong phạm vi ảnh hưởng trên. SCP-795 có thể chuyển khả năng của nó cho những con mèo khác trong phạm vi ảnh hưởng của nó, nhưng hiệu ứng này trên con mèo kia là tạm thời và tiêu tan trong vòng 3 giờ sau khi tách khỏi SCP-795. SCP-795 không thể thực hiện bất kỳ khả năng thể chất hoặc tinh thần bất thường nào. Thông thường, nó sẽ biến đổi bất cứ điều gì mà nó xem xét thân thiện với con mèo khác để chơi với nó. Bất cứ điều gì được coi là không thân thiện hoặc là nguy hiểm đều được biến thành con thú săn mồi, sau đó sẽ bị giết và ăn thịt. Các đề xuất teletanic bao gồm là ham muốn điển hình ở con mèo, thức ăn nhiều hơn, tốt hơn, bộ đồ giường mềm hơn, đồ chơi và để được ra khỏi bao vây của nó. Các biến đổi của SCP-795 trở lại sau khoảng một thời gian 1 giờ và sau khi loại bỏ sự hiện diện của SCP-795, nó đã chứng minh không thể tự biến đổi các vật vô tri vô giác hoặc là các vật thể mà nó không thể nhìn thấy. Quy trình quản thúc đặc biệt, SCP-795 phải được chứa trong một khu vực 75x5m được chia vào bản bảo với các bức tường plexiglass rõ ràng có cửa bị khóa như sau. A. Một bức tường cửa cách 5m từ đầu xa của căn phòng, SCP-795 sống trong không gian 5x5 do đó tạo ra. B. Một bức tường cửa 35m, điều này xác định giới hạn bên ngoài của khu vực mà SCP-795 có thể ảnh hưởng trong khu vực A. Và C. Một bức tường ở 65m và diện tích C có thể được sử dụng an toàn để quan sát trong khi SCP-795 được chứa trong khu vực A nhưng phải được xóa nếu một tương tác đang diễn ra tại khu vực B. Và D. Cửa ngăn chặn tiêu chuẩn ở 75m, điều này tạo ra một khu vực 10x5m nơi SCP-795 có thể được quan sát một cách an toàn trong khi phát hành được khu vực B. Ồ, thì đã là thế, mấy con mèo trong dễ thương như thế mà nguy hiểm phết. Vậy chú có nghĩ là cách nào để phân loại ra một con SCP duy nhất không? Ở trong đó là có khoảng 9 con bình thường lận mà. Hiện tại là chưa chú ạ, và nó đang rất là nguy hiểm cho nên chú tạm thời là sẽ để sau vậy. Này con người kia, hãy đem cho ta cái đồ chơi cho mèo đi. Hả? Giọng nói ở đâu ra thế? Có khi nào là mấy con mèo này nó nói với cháu không chú? Đúng rồi đấy, chú mau vào nhà kho lấy đồ chơi cho nó đi. Dạ vâng, cháu đi liền đây. Trời ơi, nặng quá đi, đồ chơi cái nó nè chú ơi. Được rồi, cháu mang vào phòng cái nó nha. Cẩn thận đấy cháu. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Hello mèo, tôi mang đồ chơi đến cho mấy bạn đây. Đây, chỉ hiểu đây là cái tháp mèo nè đó. Đấy đi, thì các bạn hãy lên đây để chơi. Chạy thôi nào. Ôi không, mình bị lừa rồi, con mèo đó nó chạy ra ngoài rồi. Trời ạ, chúng ta bất cẩn quá rồi. Nó đã thừa cơ cho hội và chạy thoát, không biết là nó đi đâu nữa. Chắc là nó chỉ đi đâu sai đâu, để cháu chạy ra ngoài xem nào. Mỏi chân quá đi. Mà khoan đã. Ủa, mấy chú tiến sĩ đâu hết trơn rồi, sao mình chẳng thấy bọn họ đâu cả. Kia có phải là...